Kính thưa toàn thể quý anh chị ha, hôm nay đang đứng tại thuộc xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Ở đây mình là thuộc Nam Lộ 1 ha. Ở đây là mình ra tới con đường chợ Suối Nho ha, băng qua Long Khánh, cũng rất là gần xịt ha. Và hôm nay là Hiệp đem đến cho anh chị mình bộ lô đất nền nè anh chị nha. Đây là lô đất này ha. Và con đường này nè anh chị, là con đường này trước mặt mình đây ha, là con đường này mình đi ra Tâm Bung nè, đi ra quốc lộ 20 nè, đi ra Suối Nho nè, Long Khánh nè, vân vân ha anh chị nha. Đó là đường liên thông ha. Rồi mình đất mình đây anh chị, chiều ngang của mình là được 10 mét nha quý anh chị nha, và chiều sâu của mình là 28 mét ha, và mình có được 125 mét thổ cư ở trên đây ha anh chị. Ở đây là phải nói là cái căn nhà này anh chị nhìn thấy nè, đó liền kề bên ha, các cái biệt thự nè, rồi nhà máy Thái nè, đó người ta xây rất đẹp luôn. Ở đây mình đất của mình đây nha anh chị. Ở đây đằng sau mình có cái view ha. Nếu mà anh chị mình là mình, anh chị nào mình sở hữu cái mảnh đất này á, mình về mình xây nhà đó thì mình xây cao lên anh chị. Rồi khúc sau này nè, mình để cái hành lang trống ở đằng sau á, thì mình sẽ có được cái view hồ đằng sau đó, nó mát mẻ nha anh chị nha. Rất đẹp, thích hợp ha. Đó, không khí phải nói là mát mẻ trong lành luôn nha. Đây anh chị nhìn thấy ha, đó, đây của mình là có tới mấy cái cọc trắng này nè anh chị nha. Còn hai bên mình đã có gia chủ người ta xây nhà hết rồi. Đó anh chị thấy không, đằng sau có view hồ thấy không. Đó, rất là mát mẻ trong lành ha. Ở đằng trước đây mình đi lại cái nhà thờ khoảng độ 1 km là có nhà thờ nha anh chị nha, giáo xứ ha. Ở đằng sau này là view hồ. Đó, và đây là anh chị thấy mật độ này, bên nhà cái bên người ta cũng đang xây dựng nữa nè thấy không. Đó, đây thông tin chi tiết cụ thể mà anh chị mình xem tiếp theo trong video của Hiệp nha. Và như anh chị mình nhìn thấy đây ha, và Hiệp xin tư vấn thêm cho anh chị mình ha, cái mảnh đất này của mình là có hướng Tây Bắc nha anh chị, hướng Tây Bắc nha. Vậy anh chị nào mà mình muốn xây nhà ở ha, mà mình có coi phong thủy hay là vân vân ha, thì anh chị mình có thể là xem video này, thì coi nếu phù hợp với nhu cầu của mình thì anh chị alo cho Hiệp qua số điện thoại 0817187979 nha anh chị. Đây là hướng Tây Bắc nha anh chị. Và mảnh đất này của mình là có giá bán là 2 tỷ 200 triệu nha quý anh chị nha. Đó, anh chị nhìn thấy hai bên này mình là có các nhà đẹp hết trơn luôn ha. Đó, rồi 10m nhân cho 28m có giá bán là 2 tỷ 2 nha quý anh chị. Và đặc biệt mảnh đất này là hướng Tây Bắc ha. Đó, anh chị nào cảm thấy đúng nhu cầu của mình, tiêu chí của mình, alo Hiệp nha. Ở từ đây mình đi ra quốc lộ 20 á, thì nếu mình đi đường bên này á, thì nó tầm khoảng bên tay trái của tay phải của màn hình Hiệp ha. Mình ra quốc lộ 20 là đúng 7 km. Còn nếu anh chị mình đi hướng tây trái á, nó cũng 7 km luôn nha. Và mình đi ra Long Khánh á, thì nó mất hết gần 8 cây. Còn mình ra Suối Nho thì nó mất có 5 cây thôi. Đó.